nóng quá, bây giờ cởi áo ra luôn ra ngoài. Bây giờ chạy hồi nóng quá. Đây nó cũng vậy. Bạn nó cởi áo ra, bạn nó mặc áo t-shirt thôi nè. Đây là mặc áo hồng. Có ai mà tháng 11 mà xe con. Có ai mà tháng 11 mà đi mặc áo sát nát không ta? Nobody. Nobody. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 11 rồi đó. Trời ơi, nó hát cao dữ sợ. Nó phóng cao dữ sợ mà. Nó phóng cao quá ha. Ôi, are you okay? Yeah. Oh my gosh, was that a slip? Yeah, it was a slip.